Xin chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Phê bóng đá. Lành FC ngỡ ngàng trước kết quả của Huỳnh Như và đã trao tặng món quà khủng cho Huỳnh Như trước niềm vui và sự bất ngờ của cô. Và món quà khủng đó là gì? Hãy cùng chúng tôi đi tìm hiểu ngay sau đây. Và đừng quên bấm nút đăng ký kênh cũng như bật chuông thông báo để đồng hành cùng chúng tôi cũng như đồng hành cùng bóng đá Việt Nam. Tiền đạo Huỳnh Như đã đi vào lịch sử và trở thành cầu thủ nữ đầu tiên giành tới 5 quả bóng vàng Việt Nam trong sự nghiệp. Trước khi nhận danh hiệu quả bóng vàng Việt Nam năm 2022, Trần Sút từng đạt danh hiệu vào các năm 2016, 2019, 2020 và 2021. Và giờ đây cô nhận được là giải vô địch SEA Games 32 tại Campuchia cũng như là tiền đạo xuất sắc nhất tại giải đấu. Tiền đạo hình như đã trở lại lành FC sau quãng thời gian ngắn ngủi trở về Việt Nam tham dự SEA Games 32. Nhiều câu lạc bộ tại trời Âu muốn chiêu mộ cầu thủ xuất sắc nhất của đội tuyển nữ Việt Nam. Lanh FC đã dành hai bài viết cho cầu thủ Huỳnh như gồm danh hiệu huy chương vàng SEA Games 32 cùng đội tuyển nữ Việt Nam. Mới đây trên trang fanpage của Lanh FC cũng đã gửi lời chúc mừng của mình tới Huỳnh Như. Cầu thủ Huỳnh Như của chúng ta đã giành chức vô địch SEA Games cho đội tuyển Việt Nam. Đây là giải đấu gồm 11 đội tuyển tại Đông Nam Á và đội tuyển Việt Nam đã đánh bại Myanmar ở trận chung kết của giải đấu. Cơn bộ Lanh FC cũng đã tặng kèm theo những video diễn biến đáng chú ý nhất của trận đấu không chỉ có một bài đăng, đội bóng xứ Bồ Đào Nha còn chia sẻ hình ảnh những pha ăn mừng của cầu thủ xuất sắc nhất đội tuyển Việt Nam trong trận chung kết SEA Games 32 với một từ ngắn gọn siêu giống cách siêu sao Ronaldo ăn mừng. Và đương nhiên thì hai bài đăng của Lanh FC có lượt tương tác cao hơn hẳn, lần lượt là hơn 30.000 lượt thích và hơn 10.000 lượt thích vào thời điểm này và còn tăng cao hơn nữa trong thời gian tới. Dưới bài đăng cũng có rất nhiều bình luận của các cổ động viên Việt Nam với những lời chúc mừng Huỳnh Như cũng như chúc mừng đội tuyển Việt Nam kèm với đó là câu lạc bộ Lanh FC đã trao tặng một căn hộ và một chiếc xe sang cho Huỳnh Như trong sự ngỡ ngàng của cô. Cô nhận chìa khóa xe và chìa khóa căn hộ trong chính sự ngỡ ngàng mà cách đây nửa tháng cô khó có thể tưởng tượng ra nổi. Một căn nhà đầy đủ tiện nghi và một chiếc xe sang. Vấn đề còn lại nằm ở Huỳnh Như, cô sẽ phải cố gắng để xứng đáng với những gì mà cô nhận được tại câu lạc bộ Lanh FC. Huỳnh Như không giấu được cảm xúc vui sướng khi nhận được những món quà đặc biệt này từ Lanh FC. Cô chia sẻ rằng đêm 15 tháng 5 là một đêm tuyệt vời đối với tôi Một đêm không ngủ vì quá vui sướng Với chiến thắng tại SEA Games 32 Và ngay sau khi đội tuyển Việt Nam chiến thắng Thì trang mạng xã hội của câu lạc bộ chủ quản là FC Và giải vô địch quốc gia nữ Bồ Đào Nha Đã gửi lời chúc mừng tới Huỳnh Như Sau khi tiền đạo này cùng đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam Giành danh hiệu vô địch SEA Games 32 Và nhận tấm huy chương vàng danh giá Ngôi sao có bóng vàng của bóng đá Việt Nam lần thứ 5 đoạt giải cầu thủ xuất sắc nhất Việt Nam và đoạt giải cầu thủ xuất sắc nhất SEA Games 32 một bóng đá nữ. Xin chúc mừng Huỳnh Như với danh hiệu này. Ngay sau đó thì Lanh FC đã chia sẻ trên mạng xã hội cùng Instagram của câu lạc bộ này. Huỳnh Như đang có quãng thời gian thành công trong màu áo của Lanh FC sau khi có 6 bàn thắng và 2 pha kiến tạo sau 16 lần ra sân. Tiền đạo 32 tuổi trở lại Bồ Đào Nha để chuẩn bị cùng Lanh FC tham dự cho nhiều giải đấu lớn. Tiền đạo Huỳnh Như đã trở lại Lanh FC sau khi SEA Games 32 thành công tại Campuchia. Trước đó thì chân sút quê Trà Vinh tranh thủ về thăm gia đình và tham dự lễ trao giải của bóng vàng Việt Nam, nơi cô đã đi vào lịch sử lần thứ 6 lên ngôi cao nhất. Quay lại Bồ Đào Nha, Huỳnh Như tiếp tục là tâm điểm đáng chú ý. Đội trưởng đội tuyển nữ Việt Nam khiến toàn đội Lanh FC bất ngờ với những món quà đặc biệt. Theo đó thì Huỳnh Như đã mang theo rất nhiều nón lá và khăn rằm những vật phẩm truyền thống của người dân Việt Nam cũng như là người dân Nam Bộ nói riêng mang theo trên hành lý và trở về Lanh FC Đây là những món quà nhỏ nhưng mà đầy ý nghĩa và độc đáo của hình như dành tặng cho các thành viên của Lanh FC. Đội bóng Bồ Đa Nha cũng rất thích thú với quà kỷ niệm này từ Việt Nam. Trên mạng xã hội trên trang cá nhân của hình như, hình như đã đăng tải hình ảnh toàn đội Lanh FC C đội nón lá và đeo khăn rằm. Trong hình ảnh thì ai cũng nở nụ cười rạng rỡ với món quà mà tiền đạo sinh năm 1991 cất công gửi tặng. Điều này một lần nữa cho thấy sự hòa nhập tuyệt vời của hình như ở trời Âu Tô đậm dấu ấn riêng mà hình như tạo ra ở môi trường mới lành FC Huỳnh Như được xem là cầu thủ Việt Nam xuất ngoại thành công nhất cho đến thời điểm hiện tại. Và đây cũng là điểm kết cho câu chuyện ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên bấm nút đăng ký kênh, bật chuông thông báo và chia sẻ. Còn bây giờ thì xin nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Chúc các bạn buổi sáng thật nhiều niềm vui, thật nhiều năng lượng cho một ngày đầu tuần mới.